Thưa quý vị, trên thế giới có rất nhiều đập thủy điện công suất khổng lồ, nhưng khi nói về đập thủy điện lớn nhất với cảnh quan hùng vĩ thì đó chính là đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Trong đó, cảnh xả lũ ở hai đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc luôn thu hút được nhiều du khách tới chiêm ngưỡng. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2.309 mét, rộng 600m và cao 185m. Để xây dựng con đập Tam Hiệp, Trung Quốc cần 28 triệu mét khối bê tông. Đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012. Hiện có 34 tổ máy phát làm việc ngày đêm với công suất lên tới 22.500 MW. Các nhà khoa học từng đưa ra nhiều dự báo cho đập Tam Hiệp, nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm một cách cần thiết. Giáo sư Rudolf Wagner, Nhà Trung Quốc học tại Đại học Heidelberg, Đức cho biết, dự án xây con đập ngay từ đầu đã gặp phải làn sóng dữ dội trong nước và quốc tế. Lập luận của những người phản đối dự án là rất thuyết phục. Theo đó, đầu tiên để giải quyết vấn đề lũ lụt hàng năm ở sông Dương Tử, các nhà nghiên cứu cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu xây dựng một số đập nhỏ trên các nhánh của sông này. Tiếp đó, vấn đề ô nhiễm của hồ chứa là mối quan tâm lớn, nước thải của 40 thành phố sẽ đổ vào dòng chảy và chỉ có vài trong số đó là có nhà máy xử lý nước thải. Còn phía chính quyền cho rằng hồ nước đóng vai trò hồ điều hòa, làm mát không khí, tăng lượng mưa cũng như tăng đa dạng sinh thái khu vực xung quanh hồ. Bên cạnh đó, cái giá quá đắt cho một con đập, để hoàn thành con đập, Trung Quốc đã chi ra hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Sau trận lụt năm 1998 khiến những người phản đối cảm thấy nhận định của họ là đúng. Khi ấy họ tin rằng bi kịch vẫn chưa xảy đến với con đập bởi vì việc xây con đập là hình thành một hồ chứa nước 1.000 km vuông và sâu 175 m, nghĩa là có khoảng 22 tỷ mét khối nước ép lên thành đập. Và nếu con đập vỡ do mưa lũ hoặc do động đất chẳng hạn thì hậu quả sẽ rất lớn. Ngoài ra, nguyên nhân sự cố có thể là do mưa lũ, mưa nhiều tràn qua mép đập dẫn đến phần móng và đáy bị yếu dần. Thực tế, trong lịch sử đã có những bi kịch tương tự Phía truyền thông Trung Quốc bình luận rằng con đập chắc chắn đến nỗi nó có thể đứng vững trước trận lụt tồi tệ nhất trong 1.000 năm. Và vài năm sau đó, giới truyền thông nước này đã bớt đi một số không, tức 100 năm. Trung Quốc đã chi hàng trăm tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Global Times cho hay, với công suất điện lên tới 22.500 MW, đập tam hiệp mạnh ngang với 15 lò phản ứng hạt nhân. Đây được coi là một trong những dự án đập thủy điện lớn nhất mang tính bước ngoặt của Trung Quốc. Theo đó, đập Tam Hiệp được cho là giúp ích rất lớn trong việc xả lũ sau các trận bão lớn. Cụ thể, mỗi giây sẽ có khoảng 70.000 mét khối nước từ sông Dương Tử ồ ạt đổ vào khu vực chữ nước của đập. Theo tờ Global Times, đập Tam Hiệp sẽ giữ lại ít nhất 26.000 mét khối nước mỗi giây và xả ra 43.000 mét khối nước còn lại việc này giúp giảm tác động của lũ lụt lên các lưu vực hạ lưu sông đồng thời chữ nước hiệu quả cho mùa khô để phòng tránh hạn hán ngoài tam hiệp trung quốc còn xây dựng rất nhiều đập thủy điện quy mô thuộc hàng lớn nhất nhì trong khu vực châu á như đập long than và mới đây nhất là đập bạch hạc than dự án đập thủy điện lớn thứ hai trên thế giới đang được tiến hành theo đó đập long than nằm trên sông hành thủy thuộc tỉnh quảng tây trung quốc đây được coi là đập bê tông đầm lăn đập trọng lực cao nhất thế giới với chiều cao 849 m và dài 216,2 m. Còn Bạch Hạc Than là đập thủy điện được xây dựng trên sông Kim Sa, một nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử, nằm ở khu vực giữa tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Xét về tổng công suất lắp đặt với 16 triệu kW, Bạch Hạc Than được cho là dự án đập thủy điện lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau đập Tam Hiệp. Dự án này dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2021 và chính thức hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2022. Dù luôn được tôn vinh là biểu tượng xây dựng của Trung Quốc, mang lại nhiều giá trị to lớn về kinh tế và xã hội cho quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, nhưng đập Tam Hiệp cũng vấp phải sự chỉ trích quyết liệt của các chuyên gia thủy điện toàn cầu và những cư dân ở các khu vực lân cận. Cụ thể, dự án đập thủy điện Tam Hiệp đã gây ra nhiều vấn đề nan giải, trong đó nổi cộng là gặp nhiều khó khăn trong việc tái định cư cho người dân và gây tác động xấu đến môi trường sinh thái. Để xây dựng đập, khoảng 1,4 triệu người dân buộc phải di rời. Điều này đã khiến nhiều chuyên gia bức xúc và chỉ trích quyết liệt. Không những thế, việc xây dựng đập thủy điện quy mô quá lớn còn gây nhiều ảnh hưởng tới địa chất của khu vực, gia tăng nguy cơ động đất, sạt lở đất và hư hại đến nhiều địa điểm có giá trị khảo cổ học cao. Vào tháng 5 năm 2011, giới chức và những nhà xây dựng Trung Quốc cũng đã phải thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang làm phát sinh nhiều vấn đề. Các nhà khoa học trước đó từng cảnh báo về việc trọng lượng quá tải của khu vực chữ nước có thể gây biến đổi địa chất ở vùng trung tâm Trung Quốc với nhiều ảnh hưởng khó lường. Ngoài ra, việc xây dựng đập Tam Hiệp trên quy mô quá lớn còn có thể gây đầu độc nguồn nước làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, phá hủy môi trường sinh thái xung quanh và suy giảm sự đa dạng sinh học. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn, nhưng đập thủy điện Tam Hiệp cũng tiềm ẩn là con dao hai lưỡi, kéo theo nhiều thảm họa lớn về môi trường mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Trung Quốc đang cố gắng giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế khổng lồ vào than đá và nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng mục tiêu trung hòa carbon đầy tham vọng vào năm 2060. Tuy nhiên, quốc gia này đang chật vật tìm giải pháp đóng cửa 40.000 nhà máy thủy điện theo trang Bloomberg, từ những năm 1950, giới chức Trung Quốc đã đặt mục tiêu chinh phục tự nhiên bằng cách kiểm soát dòng chảy các con sông. Khi đó, nước này đã tiến hành xây dựng hàng loạt dự án đập lớn và nhỏ với tốc độ nhanh chóng để sản sinh ra điện, kiểm soát lũ lụt, cung cấp nước tưới cho đồng ruộng và nước sinh hoạt cho các thành phố. Tuy nhiên, chính sách này đang gây ra những tác động nghiêm trọng. Nhiều công trình thủy điện tại Trung Quốc có quy mô quá nhỏ để sản xuất ra đủ lượng điện năng có ý nghĩa, một số khác trở nên dư thừa khi các con sông chảy qua bị cạn nước, hồ chứa bị bồi lấp hoặc do việc xây dựng thủy điện cao hơn trên thượng nguồn. Quy mô của các công trình xây đập ở Trung Quốc là rất lớn. Tính đến cuối năm 2017, sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, có đến hơn 24.000 trạm thủy điện trải dài ở 10 tỉnh thành. Ít nhất 930 trong số đó được xây dựng mà không có sự đánh giá cần thiết về tác động tới môi trường. Trên khắp Trung Quốc, nhiều công trình đập thủy điện cũ kỹ đang gây ra mối nguy hiểm nhất định, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, có 3.515 hồ chứa tại nước này đã vỡ từ năm 1951 tới năm 2011. Trong đó, con đập Bản Kiều nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam cùng với 61 đập khác đã bị vỡ sau 6 giờ xả lũ vào tháng 8 năm 1975, khiến 240.000 người thiệt mạng. Các đập lớn và hồ chứa cũng ngày càng hủy hoại môi trường. Chúng làm thay đổi dòng chảy của các con sông, phá hủy môi trường sống và làm gián đoạn quá trình di cư và sinh sản của cá. Kể từ khi đập Tam Hiệp hùng vĩ được hoàn thành trên sông Dương Tử vào năm 2006, sau hai thập kỷ xây dựng, một số hồ ở hạ lưu cũng đã bị thu hẹp đáng kể hoặc biến mất. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.